Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thông tin Người Nổi Tiếng. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp cho các bạn thông tin tiểu sử sự nghiệp của nghệ sĩ Vượng Râu. Trong những năm trước đây, Vượng Râu được coi là một trong những nghệ sĩ trẻ tài năng với những tiểu phẩm thu hút rất đông người xem. Vậy nhưng thực sự thì Vượng Râu là ai? Cuộc đời sự nghiệp của anh ra sao? Nguyễn Công Vượng sinh 20 tháng 2 năm 1982, nghệ danh Vượng Râu, là một nghệ sĩ hài Việt Nam. Nghệ sĩ hài Vượng Râu tên thật là Nguyễn Công Vượng, anh được coi là một trong những nghệ sĩ hài có tài của Việt Nam. Là gương mặt quen thuộc đối với khán giả trong các chương trình như Gặp Nhau Cuối Tuần, Góc Cười, Gala Tết Vạn Lộc, Cưới Ngay Kẻo Tết, Kỳ Phùng Địch Thủ, Thầy Ra Phố. Hầu hết các sản phẩm của anh đều tạo ấn tượng sâu sắc cho khán giả và tạo dấu ấn riêng cho chất hài đầy nghệ sĩ của anh. Ngay từ những ngày còn thơ ấu, Vượng Râu đã thể hiện tiềm năng trở thành một nghệ sĩ hài. Cậu bé Công Vượng ngày ấy luôn khiến mọi người trong gia đình, làng xóm cảm thấy vui vẻ bởi những trò đùa thông minh, dí dỏm. Cách pha trò tiếu táo ấy đã khiến anh được dân làng đặt cho nhiều biệt danh thú vị như Trạng, Cuội. Từ năm 1986 đến năm 1999, nghệ sĩ Vượng Râu từng theo học tại các trường tiểu học Xuân Hồng B, sau đó là trường trung học cơ sở Xuân Hồng B và trường trung học phổ thông Xuân Trường A. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh bắt đầu con đường nghệ thuật của mình vào năm 1999 và bắt đầu theo học lớp diễn viên kịch hát tại trường sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Năm 2000, sau khi hoàn thành xong khóa học diễn viên, anh làm cộng tác viên cho Trung tâm Sản xuất Phim Đài Truyền hình Việt Nam cho đến năm 2005. Sau đó, từ năm 2007 đến 2011 học đạo diễn tại trường sân khấu và điện ảnh Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cho đến nay anh là một trong số ít các nghệ sĩ tự sản xuất các sản phẩm hài của riêng mình. Ngay sau khi các sản phẩm hài của anh ra đời đã nhận được rất nhiều lời khen từ phía các bạn bè, đồng nghiệp và đặc biệt là từ phía đông đảo khán giả hâm mộ. Với tiêu chí làm nghệ thuật trong nghiêm túc, mỗi sản phẩm của anh ra đời là những tâm huyết của anh, cũng với tất cả anh chị em nghệ sĩ góp công sức vào, anh cũng là người không là làm hài lòng khán giả, mà không màng tới những vấn đề khác. Đối với anh là một nghệ sĩ phải sống có tâm và giàu nhiệt huyết, có thể nói chất hài trong mỗi tiểu phẩm của Vượng Râu đặc biệt đến nỗi khiến khán giả luôn phải bụng miệng cười, từ gương mặt hài nhưng lạnh tanh cùng với ngôn ngữ nhiều màu và sắc thái cùng với giọng nói có duyên, tất cả những yếu tố đó đã tạo nên sự thành công trong sự nghiệp của anh trong ngày hôm nay. Công ty truyền thông nghệ thuật giải trí, hãng phim NCV gọi tắt là Nụ Cười Vàng Entertainment của anh chính thức ra đời vào năm 2005. Cho đến nay, công ty này đã sản xuất rất nhiều tác phẩm hài thú vị, đậm đà bản sắc dân tộc. Vượng Râu thường thêm những yếu tố truyền thống, dân gian, những nét đẹp văn hóa của đất nước vào các tiểu phẩm hài của mình. Anh mong muốn những tiểu phẩm đó sẽ góp phần duy trì, ca ngợi nét đẹp truyền thống của người Việt đến đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Hàng loạt tiểu phẩm của Vượng Râu như Thầy Ra Phố, Thăm Thì Thăm, Cười Cả Sự Đời, Bắc Nam Cùng Cười, Chuyện Thông Gia, Thầy Già Con Hát Trẻ, Kỳ Phùng Địch Thủ, Cưới Đi Kẻo Ế, VV nhận được đánh giá cao từ công chúng và từ chính những người đồng nghiệp của anh. Năm 2017 đã cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội sản xuất bộ DVD Chầu Văn nhân dịp UNESCO công nhận nghi lễ Chầu Văn là văn hóa phi vật thể của nhân loại, để quảng bá văn hóa dân gian Việt Nam ra khắp mọi miền tổ quốc. Có thể nói chất hài trong mỗi tiểu phẩm của Vượng Râu, đặc biệt đến nỗi khiến khán giả luôn phải bụng miệng cười, từ gương mặt hài nhưng lạnh tanh cùng với ngôn ngữ nhiều màu và sắc thái cùng với giọng nói có duyên, tất cả những yếu tố đó đã tạo nên sự thành công trong sự nghiệp của anh trong ngày hôm nay. Ít ai biết rằng để có được như ngày hôm nay, Vượng Râu trải qua không ít khó khăn. Anh là người không thích nói nhiều về gia đình, nhưng những trải nghiệm anh từng đi qua trong cuộc sống, anh rất cởi mở. Bởi với nam diễn viên hài, đó giống như một bài học không chỉ với anh. Vượng Râu tâm sự, từ nhỏ anh đã không quản ngại những công việc chân tay. Anh kể, tôi biết kiếm tiền từ năm cấp 1. Tôi đi gói bánh khảo thuê, đi làm biển quảng cáo. Lớp 9 mua xích lô để kéo hàng kiếm tiền. Sau đi học đại học, tôi viết lách thuê, đi dàn dựng thuê và trợ lý đạo diễn. Nhưng thực sự số tiền đó chỉ dành cho việc tôi phụ bố mẹ vào việc đóng học cho chính bản thân mình. Sau này học trường đại học sân khấu điện ảnh xong, tôi có tí tên năm 2003. Sau nổi tiếng năm 2005, nhưng tôi đi diễn suốt từ năm 1998. Chuyện quá khứ từng là gã xích lô anh chẳng ngại, bởi với anh, đó là điều quý giá để anh có được như ngày hôm nay. Số tiền anh tích góp được hơn 10 năm chịu khó làm lụng, đi diễn và đầu tư. Anh không nói cụ thể về số tiền các xe nhận được. Với anh, có lẽ số tiền tích góp cũng đủ một con giáp, đấy là chưa kể còn làm ăn thua lỗ rất nhiều và trắng tay nữa. Anh kể, từ năm 2003, tiền thù lao đi diễn bắt đầu cao. Đến năm 2005, có thể coi vào top các nghệ sĩ hài. Khi đó, tôi tích lũy rồi mở công ty riêng. Tôi vừa đi diễn hài vừa làm đạo diễn,
một phần tiền để công ty hàng năm ra sản phẩm hài như Cười Cái Sự Đời, Bác Nam Cùng Cười, Thầy Ra Phố, Mr. Vượng Râu in Asia, Tết Vạn Lộc. Điều bất ngờ nhất Vương Râu từng làm trong sự nghiệp của mình, dường như là việc anh đã tự ứng cử trong cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam, khóa 14 vào năm 2016. Anh chia sẻ, tôi tham gia tự ứng cử vì muốn thay đổi nếp nghĩ về nghệ sĩ. Đừng nghĩ nghệ sĩ hay những người hoạt động nghệ thuật là bông phèn, thiếu hiểu biết và vốn sống xã hội. Tôi cũng muốn thể hiện bản lĩnh, quyền công dân của mình và trách nhiệm phải cất lên tiếng nói. Hành động này của anh đã tạo ra nhiều quan điểm trái chiều trong dư luận. Vượng Râu khá kín kẽ về chuyện gia đình. Anh từng chia sẻ việc mình có hai cô con gái vô cùng đáng yêu, với biệt danh Thỏ và Sóc. Hai cô con gái nhỏ chính là động lực lớn để anh tiếp tục con đường chinh phục nghệ thuật. Vợ anh là một người giản dị, tôn trọng đam mê của chồng và luôn đồng hành cùng anh trong mọi việc của cuộc sống. Có thể nói, Vượng Râu là một nghệ sĩ có tâm với nghề, nhiệt huyết và có khát khao cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Chắc chắn trong tương lai, khán giả sẽ đón nhận thêm nhiều tiểu phẩm xuất sắc của anh. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ với sự nổi tiếng, gia đình hạnh phúc với người vợ Hải Phòng và ba cô công chúa nhỏ xinh đẹp, Vượng Râu còn sở hữu khối tài sản khủng, đáng mơ ước. Nổi bật nhất là khu nhà thờ Thiên Trường Vọng Phủ, trị giá hàng chục tỷ đồng xây dựng từ năm 2012. Là một trong những diễn viên hài giữ được phong độ diễn xuất ổn định suốt nhiều năm qua. Anh bảo, được tổ nghề cho ăn lộc nên anh nhận được rất nhiều show diễn, được làm nghề và cũng có của ăn của để. Chính vì đó, luôn ghi nhớ tới những bậc thầy sân khấu, với mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc, nghệ sĩ Vượng Râu đã xây dựng khu nhà thờ Thiên Trường Vọng Phủ, nằm trên trục đại lộ Thăng Long, cách trung tâm Hà Nội chỉ 30 phút chạy xe. Trong ngày mùng 1 âm lịch hoặc ngày rằm, Vượng Râu từ chối nhận show để trở về nhà lo việc thờ cúng. Để làm nên được cơ ngơi này, nam diễn viên đã tốn rất nhiều tiền của. Tuy không chia sẻ về giá trị cụ thể nhưng Vượng Râu cho biết, anh đổ không biết bao tiền của xuống mảnh đất này. Khoảng thời gian đầu anh đã phải bán xe ô tô chấp nhận đi xe máy suốt một năm trời, từ Hà Nội về ngoại thành Thạch Thất để có kinh phí xây dựng công trình này. Toàn bộ công trình được làm bằng gỗ, trong đó có những loại gỗ quý như gỗ lim, cẩm lai và xến. Riêng chiếc sập phía trước gian thờ được làm bằng gỗ mít rừng có giá trị khoảng 300 triệu đồng. Hàng năm, Vượng Râu cùng các thành viên câu lạc bộ sân khấu Hà Thành kỷ niệm lễ giỗ tổ ngành 12/8 âm lịch tại Thiên Trường Vọng Phủ. Quả như người ta nói, đằng sau những khối tài sản luôn là những gánh mồ hôi nặng trĩu. Tính ra, từ tháng cao điểm dịp Tết đến giờ, Vượng Râu chưa được nghỉ ngày nào. Anh chinh chiến, có mặt ở tất cả các tỉnh thành miền Bắc. Lịch diễn kín mít, có ngày lên đến 4 show, hát tới 25 bài. Lúc đám cưới, lễ hội, lúc thị vang, khai trương, kiếm được món hời không ít nhưng cũng có lúc phải diễn free. Anh bảo, chả sao, miễn mang lại niềm vui cho khán giả là đời vui rồi. Có lần theo Vượng Râu đi diễn tại Nam Định, quê hương của anh mới thấy hết sức hút của danh hài này lớn cỡ nào. Cả sân khấu rộng lớn không còn chỗ trống, dù không ít người phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời tiết đêm xuống rét cắt da cắt thịt nhưng sân khấu hạ màn rồi vẫn còn lưu luyến. Người dân ở đây kể rằng, biết tin Vượng Râu và các nghệ sĩ Hà Nội về diễn, ai cũng háo hức đến mức chỉ mong ăn uống nhanh nhanh còn ra sân khấu giành chỗ. Hỏi anh, có phải vì vé free nên khán giả mới đông thế? Vượng Râu dẫn chứng, đây là ở quê hương của tôi nên tôi tự bỏ tiền túi ra để mời nghệ sĩ, và thuê âm thanh ánh sáng phục vụ bà con. Nhưng nếu là ở nơi khác thì phải bán vé để trả các xe cho nghệ sĩ chứ. Vậy mà có khi khán giả đông quá, xô đổ cả cổng. Khán giả ở tỉnh lẻ đói nghệ thuật lắm, vì thế mà họ trân trọng nghệ sĩ vô cùng. Có bà cụ 90 tuổi, xem diễn xong nhất định đòi con cháu đưa vào gặp Vượng Râu một lần, để bày tỏ sự hâm mộ. Lắm hôm diễn xong còn được nhận gạo, bánh trái của các cụ trong làng cho, bảo đồ sạch đấy, ăn để thấm cái tình quê lần sau lại về. Đúng là không đâu bằng hương đồng gió nội. Tôi thích đi diễn tỉnh cũng là vì vậy, dù sức lực bỏ ra hao tổn gấp đôi. Phóng viên cũng từng chứng kiến cảnh những em nhỏ nằng nặc đòi bố mẹ, ông bà chở đến điểm diễn để được chụp ảnh với Vượng Râu. Bảo, chờ mấy hôm nay rồi, háo hức mãi để được gặp bác Vượng. Đi học về là mặc quần áo đẹp để chờ bác Vượng đến. Đó cũng là lý do mà trên trang Facebook cá nhân, Vượng Râu cứ luôn live stream liên tục, để phục vụ khán giả hâm mộ không có điều kiện được xem trực tiếp, hoặc cũng chưa có cơ hội để quay trở lại như lời đã hứa với bà con. Nói về thành công ngày hôm nay, nghệ sĩ gốc Nam Định tâm sự, tổ nghiệp cho tôi cái duyên nghề nên càng phải cố gắng nhiều hơn. Thắng không kêu, bại không nản, ngày hôm nay được khen thì đồng nghĩa với việc phải thức đêm nhiều hơn, nỗ lực cống hiến nhiều hơn nữa. Những mong mỏi của tôi với nghề còn lớn lắm, trong đó tôn vinh, gìn giữ nghệ thuật truyền thống là đau đáu nhất. Nếu thuận duyên,
sắp tới tôi sẽ tổ chức các chương trình ca trù, chèo, sẩm, tại khu thiên trường Vọng Phụ ở Thạch Thất, coi đó như là nơi giao lưu, học hỏi của những người yêu nghệ thuật truyền thống. Mục tiêu lâu dài là truyền cảm hứng cho giới trẻ, trong đó có cả các con tôi. Không chỉ vậy, Vượng Râu còn được biết đến là một nghệ sĩ sởi lởi ngoài xã hội, và luôn giữ nguyên tắc chỉ được phép cho người khác lấy của mình, không được phép lấy của người khác trong công việc. Đã có lần anh chia sẻ, gia đình anh tiêu pha chưa tính tới vui chơi, giải trí cũng lên tới hơn 40 triệu đồng trên một tháng. Và cũng không đơn giản khi anh bỏ tiền xây phủ tới hơn 10 tỷ cho các nghệ sĩ đất Bắc hàng năm về làm giỗ tổ. Anh cũng tự răn mình rằng, ngày hôm nay được khen thì đồng nghĩa với việc phải thức đêm nhiều hơn, lang thang nhiều hơn, sống chân tình để gạt sân si và ngộ đạo để không bon chen, thắng không kêu, bại không nản. Đó cũng chính là một trong những điều khiến nghệ sĩ Vượng Râu được công chúng yêu mến, ủng hộ, và những show diễn anh tổ chức không bao giờ ở tình trạng ế vé. Khi được hỏi về việc anh nghĩ mình ở đâu trong showbiz Việt, nam nghệ sĩ thẳng thắn cho biết, tôi nghĩ tôi ở giữa, nên không muốn ai gọi tôi là nghệ sĩ dù học chính quy. Chỉ gọi tôi là đạo diễn Nguyễn Công Vượng hoặc Mr. Vượng Râu khi tôi diễn hài là được. Tôi nói ở giữa là có lý do. Tôi không phải khuỵ lụy cầu cạnh ai, tôi lại càng không phải sợ ai cứ tuột tuồng tuông cho dễ, ai ngại thì né, ai hợp thì gần. Nhân tiện đây, những bi hài kịch của tôi cũng mong khán giả đừng khoác đó là hài Bắc mà đó là hài Vượng Râu, đơn giản thế thôi. Còn Vượng Râu học cả hải ngoại, cả Nam cả Bắc nên gọi là hài giữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.